Xin chào mọi người, hôm nay ở cái video này thì chúng ta sẽ bàn những cái vấn đề SMA pip grapper không có stop loss và cấu trúc stop loss như thế nào. Thực tế thì smart trader nó sẽ có cái cấu trúc của stop loss và thông qua cái tỷ lệ lãi và tỷ lệ lỗ, nhưng thực chất của vấn đề là tôi muốn nói với mọi người về các vấn đề về quản trị vốn. Đó. Bởi vì SMA đưa ra cái chỉ báo của chúng ta là 1.000 giao dịch khoảng độ 0.01. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta ok, chúng ta có thể 0.02 và vận hành dựa trên cái quan điểm của MTI với ông Gary Fichat. Đúng không? Thì có thể có rất nhiều các phương pháp giao dịch cũng như là có các cái cách để mà chúng ta xem. Có rất nhiều các phong cách, đúng không ạ? Ví dụ như là quỹ họ đánh cũng rất là nhiều. Đúng không? Ví dụ như một cái tài khoản nó deposit này, đúng không? Và rút là lãi 17.000 trong vòng 1 tháng, đúng không? Các cái tỷ lệ nạp rút tùy theo. Nhưng cấu trúc ở tất cả những cái hệ thống này thì chúng ta có cái tư duy đó là 5 cặp, đúng không? AU này, Canada đứng ở phía sau nhé. Canada đấu với lại AU, Canada đấu USD, Canada đấu New Zealand, thì tập trung vào cái cặp Canada và đối kháng với đồng đô la, đồng Úc, đồng New Zealand. Và phía bên này thì có ca đấu CHF, AUD CHF, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái cặp này nó các cái tỷ lệ nó chéo nhau. Thế thì chúng ta sẽ có cái bàn với nhau, đúng không ạ? Và đầu tiên, một, không stop loss vì cấu trúc lệnh là rằng nhau. Ok, ví dụ nếu CAD mà tốt, đúng không, mà EU xấu, lập tức tỷ lệ chốt tổng 20 pip như cái plan của Fibonacci là liên tục đạt được. Và cho đến nay chúng ta đã nhìn thấy 7 năm của pip grapper, tiền thân của SMA đấy. Đó, và tiền thân của 3 năm SMA và sắp tới là SMA Pro, đúng không? Là chưa có vấn đề gì về stop loss. Thì đấy là yếu tố đầu tiên. Chúng ta hãy cái pip grapper. Đó. Pip grapper tín hiệu. Chúng ta hãy xem pip grapper tín hiệu. Chúng ta xem các cái lịch sử, đúng không? Check của history. Ok. Hiện tại là 1092, vẫn tăng cái tỷ lệ. Và chúng ta có drawdown là 47.52%, đúng không? Tức là có những lúc có tỷ lệ nó xịt, đúng không ạ? Âm, đúng không? Cho nên chúng ta hiểu được hiện tại tháng nó sẽ được 7.6 là 10.63, đúng không ạ? Và chúng ta xem cái history này, đúng không ạ? Chúng ta đấu là Canada đang tỷ lệ gồng đây. Đúng không ạ? Canada. Tức là 1 2 3 4 5 6 7, đúng không ạ? Và có cái tỷ lệ rủi ro là 0.06 đây, đúng không ạ? Có cái tỷ lệ. Và chúng ta vẫn còn có 10 lệnh đề CA, 1 2 3 4 5 6 7, còn 3 lệnh nữa. Và S thêm 3 lệnh, 5 lệnh nữa, tức là tổng 15 lệnh đề CA, 1 2 3 4 5. Thì người ta tính toán được, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ buy này, 1 2 3 4 5 6 7. Do vậy vẫn còn cái tỷ lệ đề CA. Và thông thường tỷ lệ đề CA này nó tồn tại được, không phải cắt lỗ, tồn tại được tỷ lệ của Fibo. Đây là điểm quan trọng để tức là hồi đấy đó. Thế thì người ta quan trọng nhất là điểm vào, bởi vì vào chuẩn thì sẽ thoát, còn nếu mà vào không chuẩn lập tức phải SL. Do vậy cấu trúc của nó là gì ạ? Fibo là lõi, điểm vào là lõi. Nó sẽ có hai phương pháp. Một là phương pháp đúng, đó là nếu buy đúng hoặc là sell đúng thì suy ra có 20 pip và chúng ta sẽ được cắt. Đây là công thức chuẩn. Trong forex chỉ có hai trường hợp đánh thôi. Đánh thứ một là đó là buy đúng và sell đúng. Buy mà đúng thì 20 pip bắt. Trường hợp hai là trường hợp sai. Đó là nếu buy mà sai, chúng ta có từ 10 đến 15 lần đề CA, tách nhau 20 pip
Đó. 25 pip, 25 pip, 25 pip. Tỷ lệ này là tỷ lệ vàng, tỷ lệ vàng trong Fibo đó, nó kết hợp với điểm vào, kết hợp với điểm vào, do đó là không stop loss mà về được trạng thái tổng 20 pip là chốt lời, chốt toàn bộ đó. Đấy, đấy là yếu tố đầu tiên. Tiếp theo nữa, chúng ta hiểu được là nếu mà sell sai, sell mà sai, chúng ta cũng vậy, cũng có 10 đến 15 lần DCA sell để có thể về bờ. Mà cấu trúc 1.000 đánh 0,0.01 thì 10 lần, 10 lần mới là 0.1 đấy. Cho nên là 1 tháng hay 2 tháng hay thậm chí 5 tháng có một cơn bão, có một cơn bão thì lập tức là có thể stop loss tuyệt đối, đúng không ạ? Thông qua smart trader đấy. Thế vậy thì đặt ra cái cấu trúc là gì ạ? Một đó là yếu tố về 1.000 ra thì 0,1, do vậy là gì ạ? Nó hoàn toàn có thể về, đúng không ạ? Vậy thì có trường hợp, các trường hợp xảy ra, các trường hợp xảy ra, đúng không ạ? Đúng thì không nói làm gì nhá, đúng thì chúng ta sẽ không nói làm gì, đúng thì chúng ta luôn luôn được trạng thái là 20 pip rồi. Thế thì trường hợp sai thì thường thường thì có những lần 3 lần đề CA là về, có lần đen thì 8 lần, có lần đen nữa là 15 lần, đúng không ạ? Vân vân. Và chúng ta có các trạng thái tự giao dịch, thậm chí là tăng volume, hoặc là chúng ta can thiệp bằng tay, đúng không? Vấn đề ở đây là gì ạ? Do chúng ta nhìn được tỷ lệ âm và DCA, DCA đó đó, và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái mốc quan trọng của giá, đúng không? Và chúng ta hãy xem nhìn cái con sóng của chúng ta sẽ nhìn thấy các con sóng, ví dụ như là con sóng Canada đợt vừa rồi, đúng không? UAD Canada, chúng ta nhìn thấy cái độ sideways của nó là hoàn toàn có, đúng không ạ? Thời gian vừa qua chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Các cái tỷ lệ lên xuống, đúng không ạ? Bởi vì nó là hình sin cho nên là nó có thể về bờ, đúng không ạ? Giá là luôn luôn hình sin, đúng không ạ? Do vậy cái cấu trúc là DCA có văn hóa và đánh nhỏ, do vậy nó đạt được cái tỷ lệ 20% tháng thì là nó gì ạ? Nó hiểu được các cái mấu chốt là điểm vào cũng như là cái cách để mà chúng ta xem. Trường hợp thứ hai, tại sao không stop loss, là vì sao ạ? Vì chúng ta có cái tỷ lệ rằng các cặp chéo nhau, đúng không ạ? Cho nên chốt tổng vẫn an toàn. Và kết quả đến bây giờ chúng ta cũng thấy, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai nữa là có tỷ lệ nạp tiền theo quản trị vốn. Tất nhiên nếu trong chúng ta phải hiểu được chúng ta có một vốn, đúng không ạ? Thì chỉ đánh 0.5 để phòng, đúng không ạ? Tức là có 1k tài sản thì đánh 500 u, hay có 10k tài sản thì chỉ đánh 5k, tức là quản trị vốn chủ động, lãi rút về ví, lỗ lấy ví bù vào. Tôi lấy đơn cử khi mà 1k đó, giao giao dịch 0.01 đó, và chúng ta đánh rất là đều, có lượng DCA, DCA của tổng lệnh bao gồm cả lệnh thua đấy, 15 lệnh đi. Nếu trong trường hợp chúng ta có cái âm trạng thái nó rơi vào 400 u, đúng không ạ? Tức là chúng ta thấy 15 lệnh này có trạng thái âm 45, tức là drawdown hiện tại chúng ta đang thấy 47%, lập tức là chúng ta phải nạp vào, đúng không ạ? Nếu mà giờ chúng ta tổng nạp, đúng không ạ? Ví dụ như là 47%, nạp 47% thì chúng ta nạp 1k hoặc
4K ví dụ như vậy. Thế dành cho những cái người mà chúng ta thấy được cái cách để chúng ta quản trị vốn. Thế nếu trong trường hợp tổng tài sản chúng ta giao dịch mà lớn, ví dụ 100K, buộc tài sản của chúng ta phải có rất nhiều để chúng ta phòng những cái trường hợp đó và nó đi đủ khối lượng. Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải chú ý là chúng ta phải kiểm soát cái vấn đề quản trị vốn. Tôi sẽ nói nhiều đến cái vấn đề quản trị vốn này ở các video tiếp theo. Thứ hai, các yếu tố không stop loss là nó cấu trúc như robot Matigo, đúng không ạ? À, robot Matigo, bây giờ chúng ta xem. Matigo, đúng đó. Top 5 cái con robot này thì nó cấu trúc, cấu trúc là chúng ta sẽ xem top 5 cái con này đó. Thì thực tế mà nói thì cái cấu trúc của nó, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ nhìn thấy Matigo nó sẽ có một cái cấu trúc đó, sell một lot, sell một lot, sell một lot, sell một lot, đúng không ạ? Ví dụ nó tổng các cái lệnh, đúng không ạ? Lot 10 đô, lot 20 đô, lot 14 đô. Nhưng mà gì ạ? Đặt cái take profit và net profit tổng, đúng không? Là nó rời TP, nó rời TP như sau. Đúng không? Cấu trúc của nó, đó, cấu trúc. Một sell, đúng không? Một lệnh và TP ở điểm A, nếu đúng chúng ta có được dương 20 pip. Trường hợp sell một lệnh mà chúng ta để TP ở A, nếu sai chúng ta để CA lần thứ nhất TP trừ đi A với một cái số pip là gì ạ? Là 20, ví dụ như vậy. Thì đến lệnh số 2 thì chúng ta TP ở điểm A trừ đi 10, tức là A10, ví dụ như vậy. Tức là gì ạ? Giảm lệnh, giảm cái chỉ báo TP, tức là chốt lời lùi lại, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đặt vào một lệnh thì chốt lời dài dài, chốt lời dài, nhưng đến lệnh thứ hai thì ngắn hơn, lệnh thứ ba ngắn hơn nữa, ngắn hơn nữa. Rồi ví dụ tôi lấy một cái trường hợp như thế này, giả sử tôi sell một lệnh, ví dụ giả sử tôi sell một lệnh, chúng ta sell một lệnh, trong trường hợp chúng ta sell một lệnh ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sell một lệnh đây, chúng ta đặt TP, đó là TP tại điểm này, điểm, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì nếu trong trường hợp chúng ta sell ở lệnh ở trên vùng trên này nữa, gọi là sell tiếp một lệnh ở trên vùng này nữa, đúng không ạ? Thì tổng hai cái trường hợp cao hơn nó sẽ lùi TP thêm, đúng không ạ? Và lập tức chúng ta sẽ có được cái điểm TP nó rất sát với các điểm giá để gọi, người ta gọi là Matigo đấy. Đó. Thì cấu trúc của tất cả những cái yếu tố stop loss này là chúng ta hiểu được là TP và đặt lệnh để sao cho chúng ta có được cái tỷ lệ pip đó. Thì đấy là cái mà chúng ta xem, nhưng hay hơn và lý giải tốt nhất chính là điểm vào Fibo, vì nó là hình sin cho nên nó không xuống một lèo, không xuống một lèo là không có. Vậy chúng ta sẽ liên tưởng đến là bây giờ ok, không top load, không stop load, EU nó xuống từ 1.4 xuống 0.9, chúng ta sợ hãi đúng không ạ? Nhưng thực tế không phải vậy, mà nó xuống 1.4, xuống 1.2 nhưng mà lại loanh quanh ở 1.3 rất lâu, không xuống, thể không thể xuống một lèo. Bây giờ chúng ta sẽ xem con euro, hãy xem con euro, chúng ta có con euro, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn ở D, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn ở H4, thậm chí là nhìn week, đúng không ạ? Sẽ có những cái trạng thái, chúng ta nhìn thấy nó xuống từ 1.2, đúng không ạ? 1.2 xuống, đúng không ạ? Xuống 1.16 nhưng nó lại hồi lên về 1.18, đúng không ạ? Xuống 1.1 hồi lên 1.5. Vậy thì đội của Gary chắc chắn nó phải tính Fibo rồi. Nó tính Fibo để nó tính được là xuống 0.96 thì nó phải hồi về 0.9, thậm chí là
1.01, thậm chí là 1.06 rồi mới xuống tiếp là 09, 0.94 chẳng hạn như vậy. Tức là có điểm hồi và sideways đó. Và chúng ta ở các trạng thái chúng ta nhìn thấy đó, mặc dù chúng ta nhìn thấy 1.2 hay là 1.3 hay thậm chí 1.4, nó đã xuống rồi lại phải hồi lên, nó xuống rồi hồi lên, thì đấy là cái tỷ lệ gồng. Và nhiều người sẽ thắc mắc ở cái điểm đó, đúng không? Do vậy các yếu tố stop loss mà điểm quan trọng nhất đó là chính là cái Fibo và tỷ lệ quản trị vốn. Thế thì đội Gary đúng không ạ? Chúng ta thấy được là cái tỷ lệ Gary signal. SMA signal đúng không ạ? Chúng ta thấy cái tỷ lệ. Và cái đội Gary tiền thân nó là Pip Gapper, nó làm chủ cái vấn đề này, đúng không ạ? Và sẽ biết được là các yếu tố về My Epic Book là chúng ta sẽ thấy. Do vậy stop loss là không cần thiết, đúng không ạ? Do vậy nó sẽ có cái cách để nó vận hành, thì đấy là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta cùng tìm hiểu và tham gia. Thì qua đây tôi cũng gửi cái điều phân tích và cũng như là phân tích các cái yếu tố quan trọng để chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau về các cái mạng xã hội của By Design, đúng không ạ? Thu nhập của By Design, thông tin và chủ tịch Gary Vee Chat, đúng không ạ? Các lịch sử, đúng không ạ? Sử dụng hệ thống. Ok, cảm ơn mọi người.